chỉ có đi chơi thôi. Hy vọng là ok. Không! Không! Mình sẽ ở đếp nhạc. Bây giờ mới đẹp. Hôm nay bây giờ làm sao đến cảng cá là gì? Hôm nay Adi và Mây sẽ trải nghiệm một ngày làm ngư dân. Thực ra ekip của mình nên tới Vũng Tàu rồi, nhưng mà ở đây quá vui và có quá nhiều điều mới, cho nên Adi quyết định là mình sẽ ở lại tại đây một chút và Mây đã đồng ý luôn. Ai nói vui vậy? Cả ekip đều có vui. Mày thêm đá. Nếu không đủ thì cá nó sẽ bị hỏng. Ê, đi, cắt cá nó cùng ra kìa. Cá chảy cá lên xe. Cứ việc gì khổ nhất. Khó nhất giao cho hai ông nào. Vâng. Thì chút đá rồi chút cá nhá. Rồi xúc cá từ đây bỏ vô đây để trộn. Cá bò vào đây hả? Để trộn. Chắc là vậy á. Thì bây giờ sao chú? Cá vào đây hả? Đợi cá vào đây hả? Xúc từ dưới luôn, Trời ơi thế. Rồi xúc từ dưới dễ hơn. Mày nghĩ sao nhiều cá như thế? Làm sao mà người ta loại gọi là gì mày? Có cả mực luôn. Đi mày. Đây có nhiệm vụ mới. Phải làm xong cây này mày đến nhiệm vụ khác. Anh thích cây này vì nó an toàn. Có một cái thử thách nho nhỏ dành cho hai bạn. Đâu. Anh đi ở bên Ba Lan là thường nhiệt độ lạnh nhất là bao nhiêu độ? Bà nội đã kể là đã có một năm 77 là âm 30 độ. Adi biết đá này bao nhiêu độ không? Đá luôn nó là 0 độ. Có chắc không? Vậy tuyết thì âm bao nhiêu độ? Tuyết cũng là 0 độ. Vậy chịu cái lạnh nhất là bao nhiêu độ? 10 độ. Hình như mày nói hơi quá. 16. Rồi, bây giờ như này, có phần thi nhỏ rồi. Thi xem ai chịu lạnh lâu hơn. Không chơi. Tôi là người nhiệt đới. Ngồi xuống chân chỗ trận này đi. Trời đất ơi. Này, Sài Gòn chưa bao giờ có mùa đông. Hay ba. Được chưa? Này! Trời ơi! Này! Đừng xúc cá nhá! Ôi trời ơi! Ai không chịu được thì nói nhá! Trời ơi! Sao đá bên tôi nhiều quá vậy? Lạnh! Sướng quá. Mát rồi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn mà. Sài Gòn chưa bao giờ lạnh quá 18 độ hết. Cảm ơn đạo diễn rất là nhiều, bởi vì 2 năm rồi đi chưa chứng kiến cái mùa đông Ba Lan nhá. Mà bây giờ ít nhất là có một chút mùa đông ở đây. Mày không được không? Cho Ba Lan gấp hết cái này đi, cho Ba Lan này, gấp hết cái này nó mới lạnh này. Còn trên chân của nó sao? Không! Tôi... Chú, bạn này nữa. Bạn này cũng thế mà. Đông. Đây, không sao, cứ mỗi người cứ lấy 2-3 cục ngậm trong suốt buổi. Ở đây đẹp nhỉ mấy? Yên bình. Nhưng mà mày tây chưa? Mình chỉ làm một lúc thôi mà đau lưng rồi. Mày cống hết cả chân rồi này. Còn người ta làm từ sáng đến đêm luôn, cả ngày. Trời ơi. Mà họ làm từ 2 giờ sáng đến tầm giờ chiều, sau đó mới nghỉ. Làm vất vả như thế mà một ngày có khi là 100, có khi là dưới 100 nữa. Ở Sài Gòn hồi sinh viên mày cũng vậy. Đi làm một ngày kiếm được gấp đôi họ. Họ phải đánh cá đêm rồi về lúc 2 giờ sáng hả ta? Thì vậy. Thì nhà đi nói tầm 3 giờ 4 giờ sáng các tàu bắt đầu về cảng, sau đó phải bỏ cá xuống đó, trộn với đá, bỏ vào cái thùng mới bán được. Nói chung là nhiều việc lắm. Cái vùng này là vùng đánh cá vậy chắc là cũng phải có xưởng đóng tàu chứ đúng không? Anh nghĩ là mình rất là có thể nên xem người ta xây cái tàu như thế nào. Thì để mình hỏi nhá, mới tìm đường tới chỗ tàu, đóng tàu xem. Nhưng mà hỏi ở đâu? Không biết. Mày có biết chỗ không? Anh ơi. Dạ, cho em hỏi xíu. Gần đây có chỗ nào cái xưởng hay là cái chỗ nào đóng tàu không ha? Đóng tàu ha? Dạ. Đóng tàu là nó nằm phía bên kia đường rồi. Phía bên kia thị xã hả? Đây mày ạ. Chắc là đây rồi. Không phải là chắc là bà chắc chắn. Tụi con đi từ chương trình Bây Giờ Làm Sao á, tụi con muốn tìm hiểu cái cách đóng tàu á, không biết chú giúp tụi con. Nghĩ chưa đâu. Đến rất là đúng lúc mày ạ. Anh ơi, anh đang làm gì? Ạ? Anh đang làm gì anh? Đóng nó ngược lên đó. Ali, cái này cần thể lực nè, Ali làm được nè. Hả? Cái này cần thể lực nè, cần sức khỏe nè, Ali làm được nè. Chắc không? Chắc là vậy. Đoán đi. Anh. Cho tụi em mượn làm thử được không? Mượn đóng thử đi. Mày đừng đập vào chân nha. Mày cũng khỏe nhỉ. Mà chú một cây tàu như thế này là giá bao nhiêu? Nếu mà mua hoặc là bán một cây tàu như thế này thì là bao nhiêu tiền? Một chiếc tàu này mấy tỷ? Mấy tỷ luôn. Mà lương của chú một ngày là bao nhiêu? 500. 500 nghìn. 500 nghìn. Ổn đó. Mà đi. Chú là người mà chỉ đạo ở đây hay chú cũng làm thợ? Thợ. Một ngày chú làm bao nhiêu tiếng đồng hồ? 4 tiếng. 4 tiếng? 8 hả? 8 tiếng. Mày? Hả? Mày làm chi rứa? Đang quấn dây dầu rái. À ngoan nhỉ. Mày. Nhờ tí. Mày biết chú ở đây kiếm bao nhiêu tiền một ngày không? Đoán đi. 100 thôi. Mày sẽ rất là bất ngờ. Adidas rất là bất ngờ. 5 rưỡi. Mày phải nhớ đây là thợ mà làm cây tàu. Chú kiếm bằng Adi. Bỏ việc đi ra đây đóng tàu. Thì mày muốn làm như thế nhưng mà nó vẫn chơi thôi. Không, tôi nghe được rồi. Không có giỡn. Bây giờ bảo chú chuẩn bị cho hai cái gì nhỉ? Hai cây này, cái bù lon à. 2 giờ đóng thi thì mai đóng xong chứ. Ôi rồi lại thi thể lực. Nhưng mà từ dưới lên hả? Thi thể lực nữa. Tương là như thế này thì đi thắng. Lên. Đóng xong bắt ốc đồng hàng. Được chưa? Chưa. Người ta bắt đầu. Trời ơi. Đánh ra thôi đập vào nhau bây giờ. Ê, chết rồi. Sợ cảnh vua của mấy đấy. Thì ông đi phải xích cho bên kia, hai đứa sẽ đối thôi, đối đầu nhau không có đâu. Mệt quá. Vậy à, chứ tấp được chưa? Được rồi. Uống vô. Ăn đi chưa? Rồi giờ là đóng thẳng vô luôn. Rồi. Rồi đóng lên. Yeah. Mấy thằng. Tao đỡ về nhất nào. Đừng đi. Xong rồi. Mấy chú để cái bụi bay vào đôi mắt của cháu. Cứ ngồi như thế mà chỉ chút. Ủa mình đang làm gì anh? Uống bia. Vâng, nhưng mà anh cho em hỏi tại sao hai bên có lửa? Đấy, cái bè nó cứng để uống cho nó dẻo ra, mà mình uống theo chiều cong của nó, mình vô cái sọ. Mà nó phải để lại như thế bao lâu thì nó mới giữ cây hình như thế anh? Từ sáng đến chiều mới xong. Uống hai cái mà làm từ sáng đến chiều mới xong. Dẻo rồi đợi mình uống cho nó khỏi gãy. Vậy bây giờ dịp tiếp theo là làm gì anh? Chờ thôi hả? Mà chờ cho nó nóng rồi mình cứ kéo xuống lần thôi. Chuẩn bị kéo kìa, anh chuẩn bị kéo kìa. Thì mình giúp đấy. Giúp à, mình giúp được không? Thì hỏi đi. Lần trước anh đi hỏi 2 lần. Còn mấy chị kia chỉ hỏi mình có giúp được không, thì phải hỏi thì người ta mới trả lời. Ủa anh, tụi em giúp được gì không anh? Tụi em có giúp anh kéo dây xuống hay là làm gì được? Mình kéo xuống được không? Nắm kéo xuống. Được không ta? Mày, mình chỉ giúp thôi, chứ không phải là mình làm chính đâu. Ok? Rồi. Chính thì phải biết làm thế nào thì mới làm. Yeah! Mày dựa nha, không thì mình bay. Có khi nào đi thả ra cái mày bắn nó. Mày bay đi nha. 1, 2, 3. Rồi mày bỏ tay ra. Mẹ. Đây.